Người số khổ thường mang trong mình bốn đặc điểm này. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, một vĩ nhân từng nói, hoặc là bạn cưỡi lên vận mệnh, hoặc là để vận mệnh cưỡi lên bạn. Tâm thái của bạn là thứ quyết định ai là vật cưỡi, ai là người cưỡi. Một người khác cũng từng nói, bạn không thể kéo dài chiều dài của sinh mệnh, nhưng bạn có thể mở rộng độ rộng của nó. Bạn không thể thay đổi thời tiết, nhưng bạn có thể điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Bạn không thể kiểm soát được môi trường, nhưng bạn có thể thay đổi được chính mình. Vậy nên, muốn kiểm soát vận mệnh của mình, không muốn biến thành những người khổ sở, bất hạnh, thì hãy nghe chia sẻ sau đây quý vị nhé. Bốn đặc điểm của người bất hạnh. Đặc điểm thứ nhất, yếu đuối, thiếu quyết đoán. Sống ở đời, bạn phải hiểu tử tế là tốt, nhưng quá mềm yếu, thiếu quyết đoán thì lại không hề tốt. Vì sao lại nói như vậy? Bởi lẽ, sống ở đời, đối diện với thị phi mỗi ngày là điều không thể tránh khỏi. Một người khi đối mặt với những thị phi ấy, lại không biết phân biệt, chẳng thể hiểu thế nào là phản kháng. Vậy thì, khi đối mặt với những hiện tượng hay sự việc sai trái, họ sẽ luôn lùi ra sau vô thức, không dám đứng lên chống lại. Có một người đàn ông gọi món tại một nhà hàng đắt tiền. Thế nhưng, khi phục vụ bê ra một đĩa bít tết chín quá mức và hỏi anh ấy rằng, mọi thứ có ổn không? Thì anh ấy lại đáp, mọi thứ đều ổn cả. Dù không giấu nổi cái vẻ mặt ủ rũ khi nhìn miếng thịt cháy xém, anh ta tham gia một lớp học võ thuật. Thế nhưng, cũng lo sợ rằng vợ mình sẽ không vui vẻ khi mình vắng nhà tầm 1 đến 2 tiếng vào ngày cuối tuần. Vậy nên, anh chẳng còn buồn đề cập ý định này với cô ấy nữa. Nhà hàng xóm để con chó của họ sủa nhặn lên hết cả một đêm, khiến ngày tiếp theo của anh ta thiếu ngủ trầm trọng. Thay vì góp ý trực tiếp với họ, anh chỉ biết nói xấu với vài người bạn trên Facebook. Kết quả của những hành vi này thường sẽ khiến những người nhu nhược ngày một lún sâu hơn, không cách nào thoát ra được áp lực tâm lý vì thấy tội lỗi, tự trách móc bản thân cũng ngày một tăng lên. Sống như vậy, thử hỏi có thể thanh thản vui vẻ được không? Vì vậy, xin gửi tới những người quá yếu đuối, hãy học cách phân biệt đúng sai, học cách nói không trước những điều mà bạn không cho là đúng, dứt khoát với nguyên tắc và thái độ của chính mình. Đặc điểm thứ hai, yêu mù quáng. Khi còn trẻ, bạn cho rằng chân tình có thể cảm động được cả trời xanh. Gặp được người mà mình muốn yêu cả đời, bất chấp tất cả đi yêu và bất chấp tất cả đi chờ đợi. Cho dù người được yêu không tỏ thái độ, cho dù nhận thấy không có hy vọng, nhưng vẫn sống chết không buông, thậm chí bỏ quên mất cả chính mình. Nhưng tôi cam đoan, nếu nghe câu chuyện sau đây, bạn sẽ hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Là một cô gái nông thôn lớn lên trong một gia đình với nền gia giáo nghiêm khắc, Lan từ nhỏ đã được dạy rằng phải học cho giỏi, bước ra khỏi cái cánh cửa nông thôn, nỗ lực làm việc và lấy một người đàn ông tốt. Cứ như vậy, cô nỗ lực học hành, trở thành một giáo viên. Được đồng nghiệp giới thiệu, cô lấy một người làm cùng ngành, nhưng giờ thì lại là chồng cũ của cô. Trong mắt bạn bè, Lan có một cuộc sống
vô cùng đáng ngưỡng mộ. Chồng cũ của cô là người hoàn hảo trong mắt mọi người, gia cảnh rất nổi trội, có nhà, có xe, tài khoản ngân hàng phong phú. Nhưng tất cả những thứ ấy đều không liên quan tới cô. Cô không quan tâm và trước giờ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ động vào tài sản của nhà anh ta. Trên thực tế thì nhà chồng cũng đối xử với cô như kiểu ban phát ân huệ, như kiểu cho là số cô may mắn mới được gả vào nhà họ. Ai ai cũng ra vẻ tầng lớp thượng lưu. Cô cũng trở thành cô con dâu nhẫn nhịn, chịu đựng tất cả khi được gả vào nhà giàu trong các bộ phim truyền hình. Nhưng bản thân cô cũng không quan tâm, bởi cô luôn nghĩ rằng chỉ cần chồng yêu mình, hai người hết mực yêu nhau là đủ, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng cô lại không nhận thức ra được rằng suy nghĩ của mình khi đó ấu trĩ tới nhường nào. Trong mối tình này, cô luôn là người yêu anh ấy nhiều hơn, còn anh ta chưa được bao lâu thì đã lao vào cuộc tình mới. Và đối phương lại là một cô giáo thực tập ở cùng trường. Không lâu sau, con trai của hai vợ chồng Lan ra đời. Cô cho rằng chồng sẽ hồi tâm chuyển ý, cho rằng nhà chồng sẽ đứng về phía mình. Nhưng mọi thứ thì ngược lại. Vì mau chóng muốn đuổi Lan đi, mà cả chồng và nhà chồng hợp sức lại nhanh chóng làm thủ tục ly hôn có lợi cho họ. Ngoài quyền nuôi con ra thì mọi tài sản khác đều rũ sạch quan hệ với cô. Còn Lan thì vẫn rất yêu chồng, yêu đến mù quáng. Dù đã ly hôn nhưng cô vẫn thường xuyên đưa con về tìm cách gặp chồng, hy vọng anh ấy sẽ thay đổi để con có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng anh ta lại cười khỉnh, rồi lạnh lùng nói với cô: chưa thấy ai mặt dày như cô đấy. Sau đó, anh ta yêu hết người này tới người khác. Chán rồi thì kết hôn với một bà mẹ đơn thân kém anh ta gần chục tuổi, với lý do là cô gái này khiến anh ta muốn che chở. Ngoảnh đầu nhìn lại mình trong quá khứ, Lan thấy quả thực không đáng chút nào, không biết giữ giá, bỏ hết đi lòng tự tôn, cuối cùng đổi lại chỉ là sự khinh thường của đối phương. Vậy nên hãy nhớ, có yêu một người tới đâu thì cũng hãy chỉ yêu 7 phần thôi là đủ, 3 phần còn lại hãy yêu lấy chính mình. Mà 3 phần này là yêu lấy chính mình phải đạt được đầu tiên. Có như vậy thì đến khi tình yêu mất đi mới không đánh mất được cái tôi của chính mình. Đừng là một người chỉ biết lụy tình, bởi nó cho thấy bạn không hề yêu thương chính mình. Vậy chỉ khi bạn yêu thương chính mình, chỉ khi bạn nhận ra được giá trị của bản thân mình, tán thưởng cho mình, bạn mới gặp được một người cũng yêu thương và tán thưởng bạn một cách thật lòng. Đặc điểm thứ ba, quá tham lam. Người xưa có câu: thị dục thâm giả thiên cơ tiện, thị dục tiên giả thiên cơ thâm. Ý muốn nói, một người tham lam quá nhiều thì sự linh hoạt và trí tuệ sẽ dần mất đi, phúc báo của bản thân cũng dần dần bị giảm sút. Trong khi một người nếu xem nhẹ danh lợi, sự linh hoạt và trí tuệ sẽ lại càng phong phú, mà nhất định sẽ được rất nhiều cơ duyên và phúc báo tìm tới. Chuyện kể rằng, có một lão nhà giàu keo kiệt đang lôi tiền vàng ra đếm, thì thấy người làm công trong nhà chạy vào, báo rằng có người bạn mới đi làm ăn xa về tới thăm. Lão giật mình, cất vội tiền vàng rồi mới ra đón khách. Nhận ra người bạn học cũ nghèo khó,
phải bỏ làng đi làm ăn xa đã 2 năm nay. Lão nghĩ thầm, tưởng ai, hóa ra là thằng khố rách áo ôm, chắc đi làm ăn không được, lại quay về làng tính vay mượn gì đây. Lão bước ra hắng giọng, ông mới về đấy à, chắc không được gì, lại phải quay về làng đúng không? Người bạn mỉm cười bước vào bảo, tôi giàu rồi nên quyết định về quê nhà sinh sống, nghĩ tới ông bạn cũ nên muốn qua thăm và chia sẻ chút bí quyết làm giàu. Lão nghe xong trố mắt hỏi, hả, ông giàu có rồi, bằng cách nào thế? Người bạn giơ bàn tay đeo 2 chiếc nhẫn kim cương to tướng rồi bảo, tôi may mắn tìm được mỏ kim cương nên cứ thế mà khai thác, giờ đó vẫn còn đấy, nếu ông muốn tôi chỉ đường cho. Người bạn cũ về rồi, lão bỏ cả bữa tối để ngồi nghỉ, trong đầu toàn thấy 2 chữ kim cương. Sáng hôm sau, lão quyết định bán hết nhà cửa, đồng ruộng màu mỡ cho người bạn kia và lên đường đến cái mỏ kim cương theo chỉ dẫn của bạn. Lão đi hơn 1 tháng trời mới đến cái vùng núi mà bạn mình nói. Chi tiêu dọc đường đã mất 1/2 số tiền mang theo. Nhưng mà khi hỏi thăm thì không ai biết mỏ kim cương đó ở đâu, kể cả những người già đã sống ở đó cả đời. Lão nghĩ mình đã bị lừa, bèn quay về. Vậy là thêm 1 tháng trời nữa mới về đến nhà, trong túi chỉ còn vài đồng bạc. Về đến nơi, nghe mọi người kháo nhau rằng người bạn kia bây giờ vô cùng giàu có, vì trong lúc cải tạo cánh đồng mua lại của lão ta, anh ta đã phát hiện ra mỏ kim cương nằm ẩn sâu dưới lớp đất. Lão keo kiệt và tham lam, chỉ biết kêu trời và đổ vật xuống. Con người ta khi tham lam quá sẽ trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn và sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang có để mong được sở hữu những thứ quý giá hơn. Sự tham lam mù quáng có khi khiến con người ta phải trả giá đắt mới hiểu ra rằng có những thứ quý giá luôn ở ngay cạnh mình, chứ chẳng cần phải tìm ở đâu xa. Đặc điểm thứ 4, bị chính cái kén của mình trói buộc. Sống ở đời này sẽ luôn có những giai đoạn khiến bạn cảm thấy mọi thứ không được như ý muốn. Thất bại, khó khăn, trắc trở, gian nan, đó là những điều rất tự nhiên trong cuộc sống. Tuy nhiên, có những người mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mỗi khi tạm thời chưa thấy được đường ra, đã sớm từ bỏ chính mình, nhốt mình lại trong lồng sắt mà tự mình thiết kế ra, rồi sau đó tự ôm lấy mình, tự bọc mình lại, không muốn thoát ra. Người có lối sống kiểu này không chỉ đang tự làm khổ bản thân, mà còn đang vô hình khiến những người xung quanh lo lắng. Nhớ lại đời người, 10 phần có tới 8-9 phần không như ý, nhưng há chẳng phải vẫn còn 1-2 phần như ý đấy sao? Đấy, quan trọng là thái độ và cách nhìn nhận vấn đề mà thôi. Hãy trang bị cho mình một tư duy mở, chấp nhận cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Kể cả gặp phải 8-9 phần không như ý thì đừng chìm đắm trong đó. Thay vào đó, hãy cứ nghĩ đến 1-2 phần tích cực còn lại. Chỉ cần bạn còn hy vọng, còn nhiệt huyết, ông trời nhất định sẽ không bỏ rơi bạn đâu. Quý vị thân mến, tôi khẳng định ai rồi cũng sẽ gặp phải một vấn đề nào đó ở một giai đoạn nào đó. Có người gặp vấn đề về sự nghiệp, người gặp vấn đề về sức khỏe, người lại bận rộn, khó khăn về tâm lý hay là giao tiếp xã hội, thậm chí là cả những mối quan hệ với người thân. Vậy thì làm sao để tự hóa giải,
làm sao để chữa lành cho mình thì là một điều rất quan trọng. Thế giới này quả thực rất đẹp. Chỉ cần bạn nhận ra những điều đẹp đẽ đó mà thôi. Bởi bên ngoài kia, ánh nắng mặt trời bừng sáng đang chờ bạn. Hãy bước ra và thưởng ngoạn cảnh đẹp của tự nhiên, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.